Chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Managing Asia. Khách mời của chúng tôi ở Bắc Kinh, tiền thân là nhà đầu tư ngân hàng Phú Quân, hiện giờ là một nhà bất động sản có tiếng. Cùng với chồng mình, cô ấy đã xây dựng một Soho Channel bắt đầu từ con số 0, được xếp hạng là một trong số những người phụ nữ quyền lực và được ngưỡng mộ nhất trên thế giới. Tạp chí Forbes Magazine xếp hạng cô là một trong số những tỷ phú có tiếng nhất thế giới với tài sản trị giá 2,3 tỷ đô la, giàu hơn cả nữ hoàng Elizabeth. Và cô cho rằng tiền chưa bao giờ là động cơ sống của mình. Cô có nghĩ rằng mọi người sẽ tin điều đó hay không? Tôi cho rằng động cơ của phần lớn các nhà tỷ phú không thể chỉ có tiền. Họ không thể đạt được điều đó khi chỉ nghĩ về tiền. Chúng ta muốn làm tốt thì chúng ta cần phải có sự cố gắng và nỗ lực. Chúng ta cần phải nhìn xa hơn tiền bạc, bởi vì nếu chỉ muốn đếm những đồng tiền, chúng ta sẽ chẳng bao giờ có được chúng. Vậy điều gì là động cơ chính của cô? Với tôi, đó là xây dựng những điều thú vị khi có thể. Ví dụ như xây dựng lên một phần của thành phố. Và tôi muốn một ngày về hưu được chứng kiến sự đô thị hóa của Bắc Kinh hay Thượng Hải. Những tòa nhà chúng tôi đã xây nên, chúng sẽ trở thành niềm vui của chúng tôi. Là một nhà bất động sản nổi tiếng, sở hữu một tài sản lớn, bản thân cô chịu nhiều điều tiếng từ dư luận. Cô đối phó với điều này như thế nào? Một vấn đề mà mọi người luôn soi mói từ trước tới nay. Đây là một quy luật tự nhiên trong bất kỳ môi trường nào, đặc biệt là ở Trung Quốc, khi mà cách đây 30 năm mọi người đều nghèo. Bây giờ xã hội dường như quan tâm nhiều đến việc làm giàu và danh sách trên tạp chí Forbes. Mặt tiêu cực của nó là tạo ra một biểu tượng của sự chênh lệch thu nhập. Tôi nghĩ đây là một điều đáng lo ngại. Vậy cô có cảm thấy phiền khi xuất hiện trên tạp chí này? Tôi chưa bao giờ thoải mái cả. Vì tôi nghĩ rằng mọi người chú tâm quá nhiều đến chuyện đó. Có phải đó là lý do tại sao cô thiết lập một quỹ từ thiện nhằm để xóa tan hình ảnh đó? Có phải là mục đích của từ thiện là để nâng cao sự nhìn nhận từ công chúng hay không? Chúng tôi làm công tác từ thiện không phải là một việc quảng cáo tên tuổi. Tôi biết một số công ty làm việc này là để PR, nhưng chúng tôi làm từ thiện xuất phát từ trái tim của mình. Chúng tôi tin rằng đó là điều đáng làm. Cô làm việc cùng với chồng mình là Pan Shui. Vậy hai người làm việc có hợp ý nhau không? Có gì bất đồng quan điểm hay không? Trong những ngày đầu của mối quan hệ cộng tác, chúng tôi gặp không ít khó khăn. Khi mọi thứ diễn biến tốt thì cả hai đều tốt, nhưng khi tình hình xấu đi, cả hai đều chịu ảnh hưởng. Trong những ngày đầu kinh doanh, mọi thứ đều rất xấu. Công việc không tốt, ảnh hưởng đến gia đình và kéo theo mọi thứ đều tồi tệ. Bây giờ chúng tôi đã thay đổi. Chúng tôi cố gắng làm cho cuộc sống và công việc phát triển kinh doanh cân bằng và mọi thứ đã thay đổi. Tôi nghĩ chúng tôi đã tìm ra được lối đi chung, không phải lúc nào cũng xung khắc trong công việc. Hai người có luôn cùng quan điểm hay không? Sẽ như thế nào nếu cô không đồng ý? Xét về tất cả phương diện, thông thường chúng tôi không thống nhất quan điểm với nhau. Sự thật, chúng tôi tìm thấy nhiều điểm khác nhau. Đó là lý do tại sao chúng tôi phải ngồi lại thảo luận. Anh ấy là đàn ông, ít có sự nhạy cảm như phụ nữ, còn tôi là một người theo học vấn phương Tây, vì thế có cái nhìn thế giới khác hơn, nhưng đó là hai mặt của chúng tôi để tạo thành sức mạnh hợp nhất. Như vậy là điều đó đã trở thành một sự cộng tác tuyệt vời. Và cuối cùng là một điểm đáng chú ý của cá nhân cô, người ta hay có thói quen sưu tập xe hơi, còn cô lại dành thời gian để sưu tập nhà cửa. Chúng tôi xây khá nhiều nhà cửa rồi. Thường thì tôi giữ lại một căn nhỏ cho riêng mình tại mỗi công trình, chỉ để làm một giá trị tình cảm và cả giá trị đầu tư. Nhưng tôi sưu tập không nhiều đâu. Tôi biết cô là một người khiêm tốn, nhưng hiện giờ cô có bao nhiêu căn hộ rồi? Căn hộ? À, tôi cũng có. Tôi đang sống trong một căn hộ. Tôi mua hai căn. Chỉ có hai. Ồ, không. Thật ra là... Thôi, để tôi kết thúc với con số 4 cho đẹp vậy. Tôi vừa trò chuyện với Zhang Xin, Chủ tịch Hội đồng Quản trị và đồng sáng lập Soho Channel. Hy vọng chúng tôi đã mang đến cho quý vị những thông tin thú vị. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.